có cây đa to, có thằng Cùi già ôm một mối mưa là ôm một mối mưa. Lặng yên ta nói Cùi nghe ở cung trăng mãi làm chi, có con dễ mèn suốt trong đêm khuya hát sầm không tiền nên nghèo xác xưa là nên nghèo xác xưa. Đền ơn cho dễ nỉ nóng trời gió trăng sáng ngàn muôn, các em thích cười muốn lên cung trăng muốn hỏi ông trời cho mượn cái thang là cho mượn cái thang. Đền ơn cho dễ nỉ nóng trời gió trăng sáng ngàn muôn, các em thích cười muốn lên cung trăng muốn hỏi ông trời cho mượn cái thang là cho mượn cái thang. 15 tháng 8 trời cho một ông trăng sáng thật to, có con dễ mèn suốt trong đêm khuya hát sầm không tiền nên nghèo xác xưa là nên nghèo xác xưa. Vừa rồi là ca khúc Thằng Cùi qua tiếng hát của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong dịp liên hoan mừng Tết Trung Thu năm 1990 với các hội viên chúng tôi tại Mali, Formosa, Đài Loan. Nhạc phẩm Thằng Cùi là một sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Lê Thương về một nhân vật trong truyền thuyết dân gian Âu Lạc Việt Nam, thường được nhắc đến nhiều vào ngày rằm tháng 8. Today's A Journey Through Aesthetic Realms, music and poetry will be presented in Olaxese or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish and Russian. Chương trình Thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng yêu thương và hiến dâng, chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy. Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ. Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người. Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình Thơ nhạc tình yêu và tâm linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Quy Cận, Vũ Hoàng Trương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân. Dưới ánh trăng ngà lấp lánh, các em thiếu nhi hồn nhiên vui ca múa hát, lòng hân hoan, điệu múa nhịp nhàng, như mời gọi chị Hằng đang dịu dàng ngắm nhìn các em, từ cõi xa trên cung quảng, hãy xuống trần gian chung vui với tuổi thơ. chỉ hàng ngàn nụ bóng sao bao lùm che say, ta cùng nhau ta múa hát ca đón chào chị ấy trên trời gọi là tươi sáng kia sao trời lấp lánh đây chỉ hàng ngàn chiều anh và giữa bầu trời xanh ánh trăng ngồi ngồi trước qua chiếu soi vào lòng chúng ta khiến thêm người càng thiết tha nắm tay đồng lòng múa ca múa theo chàng cõi xa múa cho nhịp nhàng bước chân đứng xa chàng ngắm trông ngắm chi chàng ngắm chi xuống trời cùng đầy chúng em cùng nhau múa hát suốt đêm trời sao. Chi chàng ngắm chi xuống trời cùng anh chúng em chỉ mong anh xuống kéo đêm ta rơi. Chúng ta thêm thêm lời càng thiết tha nắm tay đồng lòng múa ca múa theo chàng cõi xa múa cho nhịp nhàng bước chân đứng xa chàng ngắm trông ngắm chi xuống trời cùng bầy chúng em cùng nhau múa hát suốt đêm trời xa la 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 nắm tay đồng lòng múa ca múa cho chàng cõi xa múa cho nhịp nhàng bước chân đứng xa chàng ngắm trông ngắm chi xuống trời cùng bầy chúng em chỉ mau hãy xuống kéo đêm tàn rơi. Hàng năm vào đêm rằm tháng 8 âm lịch, khi trăng được xem là đẹp nhất trong năm và không gian bàng bạc tiết thu êm ả, dưới ánh trăng thanh, cả gia đình cùng quây quần bên nhau để vui hưởng Tết Trung Thu, một ngày lễ cổ truyền của các dân tộc Á Đông. Tết Trung Thu cũng gắn liền với hình ảnh của một nàng tiên từ ái trên cung trăng, được nhân gian trìu mến gọi là chị Hằng. Theo truyền thuyết, vào thời xa xưa, có 10 mặt trời xuất hiện chiếu xuống địa cầu, nóng đến độ khô cạn biển hồ, khiến người dân hầu như không sao sống nổi. Xót thương cho nhân gian, một anh hùng mang tên Hậu Nghệ đã dùng cung thần bắn rụng 9 mặt trời. Không lâu sau đó, Hậu Nghệ kết hôn với một người vợ xinh đẹp, hiền từ, tên là Hằng Nga, và được vương mẫu ban cho thuốc trường sinh bất tử. Hằng Nga một hôm đã uống thuốc này, thấy người bỗng nhẹ rời khỏi mặt đất và bay lên trời. Nàng bay đến mặt trăng, là nơi gần với nhân gian nhất, rồi trở thành tiên. Sau khi mọi người nghe tin Hằng Nga lên cung trăng thành tiên nữ, đều cầu xin Hằng Nga tốt bụng, ban cho sự may mắn và bình an. Cung trăng cũng là quê hương đời đời của chú Thỏ Ngọc vui vẻ, hiền hòa, biểu tượng của sự hồi sinh và niềm hy vọng. Tương truyền vào thời xa xưa, có một chú thỏ tu luyện ngàn năm, đắc đạo thành tiên. Vì cảm thương Hằng Nga ở trên cung trăng một mình, nên đã lên đó cùng nàng làm bạn. Tại Âu Lạc, Tết Trung Thu cũng là ngày Tết Nhi Đồng. Bản tính hồn nhiên của các em đơn thuần như vầng trăng sáng, mang nguồn cảm hứng cho văn nhân viết nên những câu chuyện thần tiên. Nhân mùa Trung Thu năm nay, chương trình Thanh nhạc tình yêu và tâm linh xin hân hạnh gửi đến quý vị với thi ca nhạc kịch Bé Tâm và Thỏ Ngọc do Phạm Đình Chương, một trong những nhạc sĩ tài danh của Âu Lạc, sáng tác cách đây hơn nửa thế kỷ, vào thập niên 1940. Với tấm lòng yêu quê hương dân tộc, nhạc sĩ Phạm Đình Chương thường quan tâm đến thế hệ mai sau. Điển hình là vở thi ca nhạc kịch mà ông sáng tác cho thiếu nhi. Vở nhạc kịch Bé Tâm và Thỏ Ngọc đã được nữ kịch sĩ Kiều Hạnh cùng Ban Tuổi Xanh thu âm cách đây gần 40 năm, được phát hành vào năm 1972. Nghệ sĩ Kiều Hạnh là hiền thê của nhạc sĩ Phạm Đình Sĩ, anh nhạc sĩ Phạm Đình Chương và mẫu thân của nữ ca sĩ Mai Hương. Bà thành lập Ban Tuổi Xanh, đào tạo các mầm non thành những ca sĩ thành danh sau này. Nhận thấy cần có các tác phẩm âm nhạc thích hợp với lứa tuổi thiếu nhi, nữ kịch sĩ Kiều Hạnh cho biết ước nguyện của bà như sau. Cho phát hành cuốn băng này gồm những bản nhạc vui tươi, lành mạnh, vừa để giải trí và cũng vừa để giáo dục tuổi trẻ. Tuy nhiên, vào thời đó kỹ thuật còn giới hạn và theo dòng thời gian, vở thi ca nhạc kịch có giá trị này cũng bị mai một, chìm dần trong quên lãng. Sự ân cần đầy thương yêu của Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho các nền văn hóa tuyệt vời trên địa cầu luôn là nguồn khích lệ cho những chương trình trên truyền hình Vô Thượng Sư, làm sống lại kho tàng thơ nhạc vô tận của những nghệ sĩ thiên tài, cũng như đề cao đạo đức làm người. Trong chiều hướng đó, gần đây truyền hình Vô Thượng Sư đã mời nhà hát chèo Đoàn Ca Múa Trẻ Hà Nội Việt Nam dựng lại tác phẩm Bé Tâm và Thỏ Ngọc. Đây là một đoàn hát nổi tiếng, gồm nhiều nghệ sĩ ưu tú, được thành lập từ năm 1951, từng lưu diễn tại nhiều quốc gia châu Âu và châu Á. Các diễn viên trong nhà hát chèo Việt Nam đã công phu thể hiện lại vở nhạc kịch Bé Tâm và Thỏ Ngọc, một câu chuyện cổ điển về tấm lòng hiếu thảo. Trong những dịp thuyết giảng, Thanh Hải Vô Thượng Sư luôn khuyến khích một lối sống từ bi, đức hạnh. Ngài tôn vinh công ơn của những bậc làm cha mẹ và khuyên chúng ta nên tỏ lòng thương mẹ, kính cha. Chính Ngài cũng là một người con gương mẫu và đại hiếu. Vào năm 1993, trên bước đường Hoàng Pháp, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã có dịp đoàn tụ cùng gia đình Ngài trong một thời gian ngắn ngủi tại Hồng Kông. Tuy công việc của một vị minh sư đầy bận rộn, Thanh Hải Vô Thượng Sư vẫn dành thời gian tận tình chăm sóc song thân. Ngài chia sẻ như sau. Nhân ngày giỗ mẫu thân của Ngài vào tháng 9 năm 2008, trong chương trình Món quà tình thương, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã cảm động nhắc nhở về tình thương bao la của đấng sinh thành. I wish your parents healthy, happy and having a very, very filial and good virtuous children. Who make them proud. Enjoy your parents for me. I love them also because they are good. They are the best friends that we can have in this physical life. They are the best. Vở thi ca nhạc kịch Bé Tâm và Thỏ Ngọc nêu cao tấm lòng hiếu thảo trong văn hóa Âu Lạc. Đây là câu chuyện về một cô bé đi tìm thuốc chữa trị cho mẹ già đang lâm trọng bệnh. Bao gian nan trên hành trình, đã thử thách lòng kiên quyết của bé Tâm. Liệu trái tim nhân hậu và tình yêu thương mẹ có thể giúp bé vượt trên những trở ngại to tát này? Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức vở nhạc kịch Bé Tâm và Thỏ Ngọc, kịch bản của nhạc sĩ Phạm Đình Chương dưới sự đạo diễn của nghệ sĩ Đoàn Đình Vinh cùng các diễn viên Lương Bích Hợp trong vai bé Tâm, Trần Thị Lệ Thu trong vai Thỏ Ngọc, Hà Thị Thảo trong vai Hằng Nga, Cao Thị Nhung trong vai Nai Vàng, Nguyễn Như Quỳnh trong vai Hoàng Oanh, Trương Thị Kim Ngân trong vai Bướm Nhung, Vũ Thị Ngoan trong vai Ong Một, Nguyễn Thị Thu Hiền trong vai Bướm, Nguyễn Thị Ngọc Mai trong vai Chim, Kiều Thị Hương Thúy trong vai Ong Hai, Lại Xuân Trường trong vai Đười Ươi. Dòng suối này ác nghiệt, cuồn cuộn chảy không thôi. Suối chắn ngang mất lối, làm sao ta tới đồi? Lòng trời soi thấu chén thơm thơm thơm, lệ tràn bên suối, tiếng non rêu rớt, mái tranh sườn núi ấm lòng sầu tim, đứa con tìm thuốc còn chưa thấy. Ôi, ta đau nhức quá, bị một cành cây va, chân sau đà gãy nát. Có ai cứu giùm ta? Ôi, tiếng ai rên rít văng vẳng tựa bên tai. Tiếng ta đây. Ôi, ô, té ra tiếng thỏ. Nhờ người thương tế độ. Ôi, tội nghiệp, máu vẫn chảy đầm đìa, chân sau gãy còn chi. À, để ta bó cho nhé. Ô thỏ, sao mi bảo chân mi đau? Nhưng bây giờ đã khỏi, thế thì sao? Ta không hiểu, vì lẽ nào? Bởi vì... Bởi vì ta là thỏ trắng, ở trên cũng trắng. Thừa đêm thu trời trong sáng, nô đùa ta chạy tung tăng, tinh tinh tang tinh, tinh tang tinh tinh tang tinh tang. Thu ca hát mừng, thu ca hát mừng, lá tươi mềm ướt sương đêm, lá mềm ướt sương đêm, hương thơm ngào ngạt, hương thơm ngát. Thơm ngọt ta mua hát, tiếng ca thanh thoát, tang tinh tinh, tang tinh tang tinh tinh, tang tinh tinh, tang tinh tinh, tang tinh tang. Tinh tinh. Ôi, hóa ra em Thỏ Ngọc ở tận chốn cung tiên. Nay tìm xuống dưới trần để thử lòng ta chắc. Thấy trẻ thơ vô tội, lòng hiếu thảo chứa chan, muốn thử tình vị tha, em vừa bị chân gãy. Nay người thương chữa chạy, lòng từ thiện rõ ràng. Hỡi cô gái hiền ngoan, hãy cùng em kết bạn. Chị ơi, mau cùng nhau thở thần trốn rừng sâu. Cùng nhau thơ thân treo lên đỉnh, mà nhìn khắp mọi nơi ấy ơi, là hoa sen phong cánh, hoa ngát hương dưới chân, đưa hương ai ơi kìa nơi xa. cánh rừng đào khoác áo trăng ngà, gió tây xưa mơn trớn vuốt đài hoa, sa mạc khóc. Thỏ Ngọc ơi, trên giường bệnh chẳng yên, mẹ ta đang chờ thuốc. Mà chỉ có linh dược ở tận chốn cung tiên mới cứu người khỏi bệnh. Ở tận chốn cung tiên, nhưng ta đây không cánh. À, Hằng Nga ác cảm cảnh sẽ bằng thuốc linh đơn. Này em mách. Ôi đội ơn, vậy hãy mau đưa ta tới. Ơn của người là ơn trời biển. Nào hãy nhắm mắt lại đi. cảnh thấy cung Nga tạt vào. Dạ, lạy bà, con tìm thuốc để cứu chữa mẹ già. Nay lạc trốn cung tiên, bao huy hoàng sáng lạt, lòng tiên Nga bác ái, cứu vớt kẻ khốn cùng. Ồ, trẻ con mà ngoan nhỉ, thương mẹ phải màng nguy, gắng tìm phương cứu chữa, hiếu ấy dễ ai bì. Thân em còn bé bỏng, quần áo rách tả tơi, đầu xanh sao phải tội. Lòng tiên Nga hối phúc tung bay phai phai, cho hơn chút u buồn cùng nhau ca múa. Bóng nào nào đau khổ, một ngân lệ tràn tuôn, lệ tràn tuôn. Thỏ Ngọc đâu? Dạ, hãy lấy ra đây 3 hoàn linh đơn, ban cho người hiếu từ, cảm kích tấm lòng son. Dạ, thuốc đây ạ. Ôi, cảm tạ người tiên nữ, con xin phép trở về. Ơn này con xin nhớ kể lại mẹ con nghe. Từ biệt thiên Nga, con sẽ về thưa mẹ. Giữ đoàn cung điệu có một tấm lòng vàng rất thương kẻ trần gian. Ôi, biến mất rồi lầu vàng và điện bạc. Hồn em lạc chơi vơi. Này hoa, này có, này rừng, này suối, chính nơi đây em đang khóc một mình. Gió lâng lâng còn đong lá rung rinh, trắng thu gió. Nắng sớm về sáng dịu như tơ, muôn chim hót bài thơ êm ái. Nhưng em vẫn còn nhớ tiên Nga có cho em bảo đem về cứu mẹ, cả ba hoàn thuốc tiên. Thuốc tiên đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Ôi, có tiếng chi lạ tai. Kìa, trong đám cỏ gai, ác thú đang dừng đất. Chạy mau đi. Đâu cho ra loài chim non, hè suối vực sâu với đầu non, tìm đâu cho ra miếng mồi ngon. Chim con, thỏ con hay sóc con, ôi, một bữa tiệc ngủ êm đềm, gối đầu trên đá thơm mùi ngon đâu, mùi ngon tìm ở đâu? nơi này đâu, cung tiên địa ngục vui vẻ hay âu sầu. Ôi ta vừa mơ một giấc mơ ghê sợ, đời ơi ghê sợ và hung tợn, cắn cổ ta sẽ thịt Lòng hiếu thảo và trái tim nhân hậu của bé Tâm đã khiến các bậc thần tiên cảm động. Trên đường lội suối, băng rừng tìm linh dược cho mẹ, bé Tâm nghe tiếng thỏ kêu la cầu cứu. Mặc dù mục tiêu tìm thuốc cho mẹ chưa thành đạt, nhưng vì động lòng thương thỏ đang đau đớn, nên bé Tâm chẳng quản việc riêng, tìm cách băng bó cho thỏ. Không biết đây chính là Thỏ Ngọc trên chốn cung Hằng xuống trần dạo chơi. Tình cờ gặp bé Tâm đang tìm thuốc cứu mẹ, nên đã thử lòng cô bé. Thấy bé Tâm thật sự có tình thương quảng đại, Thỏ Ngọc đưa bé lên cung trang xin thuốc chữa lành. Nhờ 3 viên linh dược do chị Hằng Nga ban tặng, bé Tâm đã cứu mẹ thoát cơn bệnh hiểm nghèo. Ngoài tấm gương của lòng hiếu thảo, nỗ lực vượt trên những hoàn cảnh khó khăn và tình thương chân thật đối với mọi loài, bé Tâm và Thỏ Ngọc cũng là một lời nhắc nhở sâu sắc về luật cao cả trong vũ trụ. Gieo nhân tốt sẽ gặt được quả lành cho mình và cho người. Mở đầu chương trình đặc biệt về Trung Thu hôm nay, chúng ta đã thưởng thức nhạc phẩm Chị Hằng của nhạc sĩ Minh Kỳ qua phần trình bày của Ban Tuổi Xanh và nhóm Ban Mai với tiếng hát của Bảo Ngọc, Như Quỳnh, Minh Phương, Vân Anh cùng phần vũ minh họa của nhóm Victoria. Vở thi ca nhạc kịch Bé Tâm và Thỏ Ngọc, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, do Truyền hình Vô Thượng Sư thực hiện và sản xuất, dưới sự đạo diễn của nghệ sĩ Đoàn Đình Vinh cùng các diễn viên trong nhà hát chèo Đoàn Ca Múa Trẻ Hà Nội Việt Nam. Lương Bích Hợp trong vai Bé Tâm, Trần Thị Lệ Thu trong vai Thỏ Ngọc, Hà Thị Thảo trong vai Hằng Nga, Cao Thị Nhung trong vai Nai Vàng, Nguyễn Như Quỳnh trong vai Hoàng Oanh, Trương Thị Kim Ngân trong vai Bướm Nhung, Vũ Thị Ngoan trong vai Ong Một, Nguyễn Thị Thu Hiền trong vai Bướm, Nguyễn Thị Ngọc Mai trong vai Chim, Kiều Thị Hương Thúy trong vai Ong Hai, Lại Xuân Trường trong vai Đời Ươi. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương, tức ca sĩ Hoài Bắc, sinh năm 1929 tại Hà Nội, miền Bắc Âu Lạc. Sáng tác đầu tiên của ông là nhạc phẩm Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng ở tuổi 17. Ông thường chu du khắp ba miền đất nước, từ cao nguyên cho đến đồng nội, vừa để lưu diễn và vừa có nguồn cảm hứng sáng tác. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương là một thành viên của Ban Hợp ca Thăng Long và là nhạc sĩ lừng danh của nền âm nhạc Âu Lạc. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã sáng tác hơn 60 ca khúc. Những nhạc phẩm tiêu biểu như Ly Rượu Mừng, Đón Xuân, Đôi Mắt Người Sơn Tây, Mộng Dưới Hoa, Nửa Hồn Thương Đau và trường ca bất hủ về ba dòng sông chính của Âu Lạc, Hội Trùng Dương. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ân cần truyền đạt lời thăm hỏi và gửi quà cảm tạ các nghệ sĩ đóng góp trong vở nhạc kịch hôm nay. Trong số các vị này, đạo diễn Đoàn Đình Vinh đã ngỏ lời thay mặt đoàn thực hiện tác phẩm Bé Tâm và Thỏ Ngọc, chân thành cảm tạ Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ông phát biểu như sau. Tác phẩm Bé Tâm và Thỏ Ngọc, một cái vở diễn giàu tính nhân văn, giàu tính giáo dục, mà nhất là kênh truyền hình của Thượng Sư phát vào đúng vào cái rằm Trung Thu, là một cái ngày có ý nghĩa hết sức trọng đại đối với các em thiếu nhi của Việt Nam. Và như các bạn xem tác phẩm thì tôi cũng như các bạn đều tự đáy lòng mình đều rất biết ơn người mẹ. Người Việt Nam có câu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ở đây xây dựng hình tượng bé Tâm, một em bé hết sức hiếu thảo với người mẹ ốm đau không khoản, khó khăn, gian khổ vào rừng với tất cả những cái hiểm nguy, cái gian nan. Tôi nghĩ rằng cái bài học này là một bài học hết sức có ý nghĩa đối với các em thiếu nhi. Dạ, em là Lương Bách Hợp ạ. Em xin gửi lời chào đến ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Em đóng vai bé Tâm. Trong kịch bản có rất nhiều chỗ em cảm thấy xúc động. Đoạn diễn ấn tượng của em là bài hát Thì người con hiếu mãi vui hát ca, mẹ già rên xiết chối chăn mê man, cớ sao còn đó vui đùa rừng xanh, thuốc tiền đã săn đèn ơn dương thành. Em xin gửi đến tất cả các bạn một lời nhắn nhủ là hãy luôn kính trọng cha mẹ, những người sinh thành và tạo cho mình một cuộc sống như ngày hôm nay ạ. Qua đây thì em xin cảm ơn ngài cho em có cơ hội được đóng và được hiểu rõ thêm về những loài động vật ạ. Và em xin kính chúc ngài sức khỏe. Khi nào có dịp ngài hãy về thăm Việt Nam. Nếu có dịp em muốn gặp thầy, muốn gặp ngài một lần ạ. Dạ, trước tiên cho em xin được gửi tới ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư một lời chào trân trọng nhất ạ. Và em rất vinh dự khi mà được nhận một vai Hằng Nga trong vở Bé Tâm và Thỏ Ngọc mà trên truyền hình Vô Thượng Sư đã tái hiện lại ạ. Em cũng rất thích cái vai đấy ạ, vì là nó có một cái gì đấy mà lương tâm của trời đất đã cảm động tới những sinh linh bé nhỏ ở dưới trần gian ạ. Em xin gửi tới các quý vị khán giả. Này hoa này có, này rừng, này suối, chính nơi đây em đang khóc một mình. Gió nâng lâng còn đọng lá rung rinh, trắng thu rọi dưới bầu trời trong sáng. Bên suối ngàn mình ta vương vấn nhau. Trước tiên thì cho em xin gửi lời chào tới ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và tất cả khán giả của kênh truyền hình. Thì em là Lại Xuân Trường. Em cũng rất là vinh dự và rất vui khi được nhận một cái vai trong cái vở kịch thơ góp phần để làm cái hình tượng của bé Tâm. Đấy là một người con trẻ thơ, hồn nhiên, thánh thiện và rất giàu lòng hiếu thảo đối với người mẹ của mình. Và đặc biệt là đó là những sự tình cảm của giữa con người đối với muôn thú. Con người có tình cảm thì muôn thú, chim chóc, ong bướm cũng có những tình cảm, cũng có những suy nghĩ đối với nhau và đối với chính con người. Đó là một cái quan niệm rất là nhân sinh. Em nhìn những hình ảnh này thì em thấy rất xúc động. Em thấy biết yêu chúng hơn và biết trân trọng những cái con vật đó hơn. Em xin gửi lời chào trân trọng nhất là đến ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Em là Nguyễn Thị Ngọc Mai. Em đóng vai chim ở trong vở Bé Tâm và Thỏ Ngọc, một vở diễn có ý nghĩa rất là cao. Chim chóc cũng có những suy nghĩ, những tình cảm như là con người. Hãy yêu chuộng những con thú, con vật xung quanh mình và đừng bao giờ giết hại chúng để vì một cái lý do nào đấy. Khi mà biết là vở kịch này được chiếu trên toàn thế giới thì tất cả chúng em đều rất là vinh dự. Và được biết tin là bọn em được nhận quà thì chúng em rất là vui mừng. Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Xin chào, gửi lời chào trân trọng nhất đến ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Em rất ấn tượng về vở kịch này bởi vì là vở kịch này đã truyền tải đến tất cả các bạn trên thế giới một cái điều rất là cần thiết, ví dụ như là lòng hiếu thảo đối với cha mẹ và tình yêu thương đối với muôn thú. Và khi được xem những cái cuốn sách mà ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư viết và nhìn những hình ảnh mà ngài chơi với những con thú ấy ạ, em cảm thấy là ngài có một tình yêu vô hạn đối với những con thú. Em rất mong muốn là trên thế giới này có thật nhiều người như ngài, thì có lẽ các con thú sẽ không bị sát hại. Quý vị đã cùng xem chương trình Thơ nhạc tình yêu và tâm linh hôm nay. Xin quý vị giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo là danh nhân Trường Chay. Kính chúc quý vị và gia quyến, đặc biệt là các em thiếu nhi, tận hưởng một mùa trung thu hạnh phúc trong hồng ân và che chở của thiên đàng. thân ái chào tạm biệt. Thank you for watching today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television. Coming up is Vegetarian Elite. May you and your family, especially all the children, enjoy a happy Mid-Autumn Festival in the grace and protection of heaven. So long for now. Sáng tác của tôi đó thì chia ra, nó chia ra được rất là nhiều giai đoạn. Những cái bài đầu tiên như là Ngày ấy quen nhau, Tấm ảnh ngày xưa, Ngăn trái, Cánh tiệp hồng này kia đó, là những bài tôi sáng tác một mình. Lúc tôi gặp Minh Kỳ thì bắt đầu sáng tác chung với anh Minh Kỳ những bài Cánh tiệp đầu xuân, Hạnh phúc đầu xuân, Người em xứ thượng. Sau đó tôi mới gặp anh Bằng Minh Kỳ với Lê Vinh mới họp lại làm cái nhà soạn nhạc mới tên Lê Minh Bằng, mới lấy nhiều tên khác nhau như là Mai Bích Dung tác giả bài Lê Hồng Tượng Đá, rồi Mai Bích Dung thì còn nhiều bài nữa như bài Cho người tình nhỏ. Kính mời quý vị đón xem truyền hình Vô Thượng Sư, chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh vào hai kỳ thứ bảy 25 tháng 9 và 2 tháng 10 với chủ đề Vinh danh nhạc sĩ Lê Vinh, trình chiếu những nhạc phẩm vô cùng quen thuộc với đại đa số người dân Âu Lạc, Việt Nam, và đặc biệt trong thời gian sau này là dòng nhạc tâm linh phổ từ những áng thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Buồn viết nên bài ca vì nhớ thương đời hoa, mặn mà thay lúc đầu, dịu dàng khoe sắc màu, nhìn dòng đời vui biết bao. Ngày ấy nay còn đâu, về sắc hoa tàn máu. For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.